Sáng nay, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2025. Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng hiện có 84 hội viên, tăng 16 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Hội viên chi hội đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hiện thực hóa các chủ trương, kế hoạch của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng trong quá trình phát triển và bắt kịp xu thế của truyền thông hiện đại. Nhiệm kỳ qua, đã đạt được trên 100 giải thưởng báo chí các cấp, thực hiện nhiều phim tài liệu, phóng sự tài liệu, tọa đàm tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, các nhiệm vụ quan trọng của thành phố và các vấn đề dư luận quan tâm. Các chương trình tương tác, phóng sự, chương trình truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp được chú ý, góp phần đa dạng hóa các thể loại, chương trình trên sóng phát thanh truyền hình thành phố. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, hội viên của Chi hội Nhà báo Đài thường xuyên tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác từ thiện xã hội. Đại hội cũng đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới, trong đó tăng cường sản xuất các chương trình tương tác, truyền hình thực tế, các tin bài có tính phát hiện, phản biện xã hội, có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phóng viên hướng đến phóng viên, biên tập viên đa năng, kỹ thuật viên chuyên ngành. Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2023-2025, gồm 5 đồng chí.